Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Minh Béo rất là hãnh diện bởi vì gần Tết rồi, công việc Phật sự rất là bề bộn, và sư cô Thích Nữ Hạnh Chơn của chúng ta cũng phải đi thuyết pháp ở tất cả các chùa, và cô cũng giống như là những ca sĩ, nghệ sĩ chúng con gọi là thuyết pháp mà cũng chạy show luôn ạ. Còn dạ. Bận hơn nữa, dạ. Bận hơn nữa. Đến chùa này, chùa kia, chùa nọ, và với một cái tâm đạo rất là lớn, cô đem đến cho chúng con những cái bài pháp thật là hay. Và ngày hôm nay cô đã nhín chút thời gian quý báu của mình, theo lời mời của anh Việt Thanh là giám đốc của kênh Sen Hồng Video, để gieo duyên cho Minh Béo được gặp gỡ cô. Và Minh Béo cũng thật sự bất ngờ là trước đây Minh Béo cũng đã từng được gieo duyên với cô trên Facebook. Và ngày hôm nay thì cô đã nhín chút thời gian quý báu của mình đến đây để giảng bài pháp. Trước khi chúng ta đến với là một vở diễn cải lương mang màu sắc Ấn Độ, Thái tử A Xà Thế. Và bây giờ xin mời quý vị cùng hướng mắt về sân khấu để chúng ta cung thỉnh sư cô Thích Nữ Hạnh Chơn, chú xứ chùa Dược Sư Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, lớp giảng sư cao cấp thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đến với bài thuyết giảng ngày hôm nay. Và một lần nữa xin ghi một tràng vỗ tay dành cho sư cô Thích Nữ Hạnh Chơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, cô xin được gửi lời thân thương đến nghệ sĩ Sao Minh Béo, và cô xin được chúc sân khấu Phật giáo của nghệ sĩ Sao Minh Béo cũng như quý vị đang có mặt nơi đây thật nhiều sức khỏe, công ăn việc làm đều được hanh thông, vạn sự đều được kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử Việt Nam, chúng ta có câu: ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao thì chê ngỗng, thấp thì chê lùn, béo thì chê béo trục, béo tròn, gầy thì chê xương sống, xương sườn phơi ra. Và đó là những gì cô muốn gửi đến toàn thể quý vị đang có mặt nơi đây. Đề tài được mang tên Phận Tơ Tầm. Nói đến hai chữ phận, quý vị có biết phận làm dâu không? Phận làm con, không dám cãi lời cha mẹ. Phận làm dâu gì hả? Một thân một mình về nhà chồng. Thì thật sự ra đó, với cái ngành sân khấu điện ảnh của chúng ta, ca sĩ, nghệ sĩ hay là diễn viên, làm bất cứ một cái nghề gì thì đầu tiên của chúng ta phải dấn thân và mở lòng, quý vị ạ. Muốn đạt được hai chữ thành công, đầu tiên chúng ta phải dấn thân, mở lòng. Thậm chí chúng ta làm việc miễn phí để làm chi? Để tạo một cái phước, một cái nhân duyên. Từ cái phước đó nó sẽ lót đường quý vị đi, thì quý vị làm cái gì nó cũng thành công hết. Thậm chí một cái người không có hát hay, nhan sắc bèo bèo như cô, nhưng nếu một có cái tâm, nếu như có cái hạnh thì cũng sẽ thành công. Quý vị, xin lỗi quý vị, tại vì ở đây cô chỉ biết một phần nào đó trong lĩnh vực sân khấu. Quý vị biết Hoài Linh không? Đẹp không quý vị? Ai dám nói xấu. Nhan sắc thì không phải là tuyệt trần, cũng đẹp, nhưng mà không phải là quá đẹp, nhưng mà là một người rất thành công, bởi vì anh ta có một cái tấm lòng. Có một vô tình, cô mở một cái đoạn video, cô thấy Hoài Linh mua đồ ăn cho nguyên một cái nhóm anh em ăn. Đây là thể hiện cái gì ạ? Cái tâm lòng, cái tâm tình của một người anh dành cho tất cả những người em, mà không phải ai cũng có được. Thông thường chúng ta có tiền thì mình làm sao ạ? Giữ. Có một muốn nhiêu ạ? 10. Muốn có nhiều nhiều, chứ không ai muốn trích ra hết. Cho nên cái việc làm đó nó thể hiện gì ạ? Sự mở lòng quý vị ạ. Rồi còn nữa, còn một nhân vật thứ hai, chỉ kể hai vị thôi, tại vì nếu mà kể thì chắc sẽ rất nhiều, nhưng cô chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Gọi là cô Việt Hương. Cô Việt Hương thì là bên sân khấu là gọi là hài, nhưng Việt Hương cũng có tấm lòng và cũng biết mở lòng, biết dấn thân. Là ở chỗ vô tình Trấn Thành quay lén mà đưa đăng lên YouTube, cô nhìn thấy được. Cô Việt Hương ăn một cái cuốn, gọi là cuốn bánh gì đó, gọi cuốn, mà ăn cái kiểu giống như là ăn làm sao để giữ son trên môi,
Thì Trấn Thành thấy lạ quá mới quay và hỏi: ăn cái gì mà hả cái họng chi mà bự dữ vậy? Thì Việt Hương nói: mày kỳ không? Tại vì lỡ trang điểm rồi thì ăn như vậy cho nó đừng có phai son. Thì lúc này Trấn Thành mới nói: ủa son người ta mắc gì chị mà chị sợ phai? Ủa mày kỳ không? Mình làm việc mình phải thương người ta chứ. Đó là một lời nói đơn giản. Mình làm việc mình phải thương người ta chứ. Người ta tổ chức chi phí rất nhiều, chúng ta tiết kiệm được phần nào thì hay phần nấy. Và đó cũng được gọi là gì ạ? Gọi là một cái người có cái tâm để bước vào bất cứ lĩnh vực nào. Mà một người bước vào lĩnh vực nào đi chăng nữa mà có cái tâm rồi thì người đó sẽ thành công. Luôn cả một nàng dâu chúng ta cưới về nhà chồng, một chàng rể được tuyển về nhà của chúng ta. Nếu nàng dâu đó, nếu chàng rể đó có một cái tâm với gia đình, biết thương gia đình, biết chăm lo cho gia đình thì quý vị thương không ạ? Thương. Thậm chí đứa nào mà nó lo nhiều đó, mình thương hơn cả đứa con ruột mình, thương hơn đứa con gái của mình. Bởi vì nó gì ạ? Nó quá tuyệt vời. Cho nên cô muốn nói là gì ạ? Chúng ta phải dấn thân và mở lòng. Ở bất cứ lĩnh vực nào thì cái đầu tiên của chúng ta phải có dấn thân và mở lòng. Và chúng ta đặt cả niềm tin vào công việc, đặt cả niềm tin vào công việc mà chúng ta đã làm. Thì như vậy mới có một kết quả tốt đẹp cho hiện tại cũng như tương lai. Và cô cũng biết có những vị ca sĩ nhận show rất nhiều, giống như hồi nãy cô MC nói là phải hồi rất nhiều show để đến với chương trình Sao Minh Béo. Thì đó, chúng ta biết không, nhận nhiều. Có những nơi vì hát nổi tiếng, nhận nhiều nên không có đi kịp. Vì vậy mà đến giờ diễn chưa thấy người diễn. Thì đây là một điều chúng ta nên tránh. Con người ai cũng giống ai, ai cũng có trái tim, ai cũng có suy nghĩ và biết thương yêu và biết giận hờn giống nhau. Có cái khác là cách ứng xử và lời nói của chúng ta. Mặc dầu tiền nó quan trọng nhưng cái uy tín của mình nó quan trọng hơn. Một lần mà chúng ta làm cho mất cái uy tín rồi, mất niềm tin rồi thì lần sau người khác không dám đặt niềm tin vào chúng ta nữa. Cho nên khi mà nhận show thì chúng ta không nên nhận khích quá. Có thể thời lượng của chúng ta đến nửa tiếng, 15 phút để làm gì? Không phải là mình đến đấy mình chờ đợi. Mình đến đây thể hiện sự gì? Sự uy tín của một người, còn một người làm việc không phải về lĩnh vực ca sĩ. Và trường hợp thứ hai là chúng ta thà chờ người chứ không để người chờ mình. Thông thường thì mình sao à? Mình muốn tới mình đi liền. Nhưng nếu như một cái người mà dấn thân, mà mở lòng, biết ứng xử trong tất cả công việc thì cái người đó luôn luôn là người chờ đợi. Chờ đợi rồi cùng đi chứ không bao giờ để cho nhiều người phải chờ mình. Đây cũng tạo một chút phước duyên cho mình. Thưa quý vị, trong cuộc sống không ai là không sai lầm. Nhưng mà một khi chúng ta sai lầm, có muốn ai đó khơi dậy cái nỗi đau của mình không? Không, không ai muốn khơi dậy. Vậy thì một người nào đó, ví dụ trong gia đình mình, trong cái nhóm mình, trong cái đoàn của mình, có một người đó phạm phải sai lầm thì chúng ta hãy mở lòng với họ. Mở lòng để làm gì? Để mong một ngày nào đó họ quay trở về, họ sẽ thay đổi cuộc đời của họ. Mình biết mở lòng với họ không phải là tiếp tay với họ để tạo ác, mà chúng ta mở lòng là chính mở lòng với chúng ta. Bởi vì cuộc đời chắc là mình không có phạm sai lầm không ạ? Từ khi sinh ra đến lúc chúng ta chết, tử thần kéo cổ mình đi thì chắc ăn rằng mình phải có sai lầm ít hay nhiều tùy theo phước báo. Nhưng một cái người mà tạo phước nhiều, một khi nghịch duyên nó đến, nghiệp chướng nó tới thì cái phước nó sẽ lấp cái họa của mình. Họa nó không đến hoặc nó chuyển. Ví dụ như mình làm phước nhiều quá mà cái họa nó tới thì cái họa nhiều nó sẽ chuyển thành họa ít. Họa ít đó nó sẽ biến thành không. Cho nên trên cuộc đời của chúng ta
có là tu sĩ hay không tu sĩ, có là ca sĩ hay không ca sĩ, thì cái phước là cái nấc thang vô cùng quan trọng đến với chúng ta. Vậy thì khi một người phạm phải sai lầm, mình biết mở lòng cũng biết tạo phước. Mình mở lòng với người ta, người ta sẽ mang ơn mình rất nhiều. Rồi người ta quay đầu hướng thiện, ngay từ chỗ mở lòng đó, họ sẽ rất nhớ ơn chúng ta. Phước nó nằm chỗ này thưa quý vị. Chứ không phải là quý vị bỏ tiền tỷ ra đi cúng chùa, đi nuôi trẻ mồ côi, đi làm từ thiện này từ thiện nọ. Có, nhưng nếu như làm mà với cái tâm dính mắc, cái tâm chấp vào đó, chưa chắc phước được nhiều. Cô không có nói là không phước nha. Có phước, nhưng phước nó không được nhiều. Nếu như làm một mà kể tới 10, kể tới 100, tôi nói cho chị nghe, hôm qua tôi đi làm từ thiện, tôi cho 5 tấn gạo đó. Mà kể nhiều quá phước còn không? Không, cô nói hay quá ha. Cô nói không. Dạ, phước nó hết. Rồi trong lúc mà làm từ thiện hay làm phước gì đó, cái tâm mình bực bội, mình chửi người này sắn xả, mình chửi người kia xối xả, thì cái phước mình hết. Cho nên làm phước không phước mà nó có tội chỗ này. Còn trong đạo Phật cho chúng ta nó có cái bố thí ba la mật. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không thấy người nhận, không thấy người cúng và không thấy cái vật mà chúng ta hiến cúng. Ba điểm này thanh tịnh gọi là tam luân không tịch, thì sẽ gì à? Phước báo không thể nghĩ bàn. Cho nên làm phước mà không kể phước thì phước nó rất rất nhiều. Nhưng chúng ta có quyền kể. Là vì kể sao? Kể như thế này: mừng quá, từ trước giờ chưa tạo một chút phước nào hết, hôm nay làm được phước, mừng quá, đến khoe. Đó không ghi vào cái chỗ tội và lỗi. Bởi vì sao? Do cái mình mừng, do cái tư chất mình mừng. Còn cái kia là khoe. Hai cái này nó khác. Khoe nó khác, mừng nó khác. Khoe là muốn cho mọi người biết tôi cúng dường 500 ký gạo cho gì, nhà dưỡng lão hay trẻ em mồ côi gì đó là tôi. Cái tôi đó là không phước. Còn mình mừng, tôi mừng là tôi làm được việc đó, từ xưa giờ không dám làm, bởi vì lo cho con, lo cho chồng, lo cho đủ thứ công việc hàng ngày, thì còn đâu mà tâm trí lo gì à? Lo cho bên ngoài. Nhưng hôm nay tôi vượt qua giới hạn, là tôi đã làm được một việc tốt, mừng quá đi khoe. Mừng đó là tốt thưa quý vị. Thật sự ra đó, trong lĩnh vực ca hát, lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì nó cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra. Có những người ca sĩ vừa nổi tiếng đã mất, có người thì nổi tiếng được phân nửa, có người thì nổi tiếng được trọn vẹn. Quý vị biết lý do sao không? Tại sao có người mới khởi đầu cơ nghiệp thì cơ nghiệp đã không còn, có người khởi đầu được phân nửa, có người khởi đầu đến trọn cuộc đời? Đấy, đòi hỏi gì ạ? Phải biết mở lòng, phải có cái tâm dấn thân và không tính toán. Làm việc không tính toán, không hơn thua, không so đo, không cạnh tranh, cái phước nó tự dưng nó tới. Còn nếu như chúng ta tính toán, so đo, cạnh tranh thì cái phước nó sẽ dần dần đi mất. Mà phước hết, quả ập tới, không ai đỡ nổi quý vị ạ. Phước mà hết, quả tới thì chỉ có nước là ngã quỵ mà thôi. Mà một khi chúng ta ngã quỵ rồi, chưa chắc gì chúng ta có thể đứng lên được. Và thứ hai nữa mà cô muốn chia sẻ đó là tương xứng tình. Tương xứng tình là như thế nào? Một người ca sĩ chúng ta đi hát, chúng ta cần gì? Một người Phật tử đến nghe pháp, chúng ta cần gì? Cần nghe những lời Phật dạy, ứng dụng đời sống của mình để đời sống của mình được thăng hoa, được hạnh phúc. Một người ca sĩ không phải ai cũng như vậy. Có những người, người ta đến hát, người đến hát bỏ tiền, bỏ thời gian đến để nghe cái người ca sĩ mình thích để mình được nghe. Còn mình đi hát phải trải lòng, phải biết thương người đó và phải thể hiện hết cái năng lực của mình bằng về sự dấn thân và mở lòng. Cho nên cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Quý vị à, hãy lắng động lại, hãy tỉnh
gọi là tỉnh thức lại, lắng động lại một chút. Sống trong đời sống cần một tấm lòng. Đó là của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày xưa, bà ngoại của cô đã mất, rất thích giọng ca của cô Lệ Thủy. Mỗi lần, ngày xưa không có YouTube, chỉ có máy TV thôi. Mỗi lần nghe cô Lệ Thủy hát thì bà bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ công ăn việc làm để đón chờ cái giờ đó để được nhìn thấy cái người thần tượng của mình. Cho nên quý vị biết mình phải trân trọng, mình phải quý mến những cái điều đó. Và thứ ba nữa là chúng ta không thân cận kẻ ác. Đây là một điều rất đặc biệt. Quý vị là một người thiện mà quý vị gần một kẻ ác thì cái ác đó nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời, đặc biệt tương lai của quý vị. Con cái, vợ chồng, mọi thứ đều ảnh hưởng bởi người ác. Ví dụ đi trong xương, đi trong xương móc, quý vị có bị ướt không à? Không ướt nhưng bị thấm lạnh bởi xương. Cho nên nói đến không thân cận kẻ ác thì cô cũng được xin phép nhắc đến vợ cả lương mà sân khấu Sao Minh Béo chuẩn bị diễn, đó là về A Xà Thế. Quý vị biết, chúng ta làm bất cứ một điều gì, có tài giỏi gì cũng không thoát được định luật vô thường. Có đó rồi mất đó, và chúng ta không thoát được bàn tay của tử thần đâu. Một ngày nào đó, cái đường tử sẽ đến với chúng ta. Sanh chúng ta đã có, bệnh có chưa? Có. Già có chưa? Già, già đang len lỏi vào từng xớ thịt của chúng ta. Da bữa nay nó hơi nhăn nhăn rồi, nó có gì đồ mồi rồi. Da nó đang len lỏi vào chúng ta. Rồi chết, quý vị thấy thoát không ạ? Một người ca sĩ nổi tiếng 38 tỉnh thành, dù là có nổi tới trên ngôi sao đi chăng nữa, lên tới cung trời đi chăng nữa, thì cái chết vâng sẽ đến với từng người một. Và những gì chúng ta đóng góp, những gì chúng ta hy sinh, những gì chúng ta dấn thân, và cuộc đời của chúng ta sẽ ở lại, chúng ta sẽ ra đi. Có đem được cái gì theo không quý vị? Không đem được một thứ gì cả. Nó chỉ đem theo hai thứ: tội và phước. Nếu như mà chúng ta có tội thì xuống dưới diêm vương nhăn răng la quét và đưa vào xuống địa ngục. Còn một cái người có phước, vừa tắt thở, chư thiên rải hoa xuống đảnh lễ, thỉnh về cõi trời ở. Có hai hướng để chúng ta đi. Một người tạo phước thì sẽ được cung nghinh đi. Một người không phước, gọi là tạo tội, thì bị quỷ sứ ma dương nó lôi, nó kéo và nó đánh đập đi xuống dưới kia. Một đi lên, hai đi xuống, quý vị chọn, chọn lên hay chọn xuống? Chọn lên à? Trời, con trai nói chọn lên. Vâng, chọn lên, cô cũng chọn lên. Nhưng liệu rằng cuộc sống hiện tại mình có làm cái việc chọn lên hay không? Chúng ta đã làm cái việc chọn lên hay không? Gieo nhân hưởng quả, quý vị ạ. À, đạo Phật rất thực tế. Gieo trái ớt thì ăn trái ớt, gieo trái cam thì ăn trái cam. Mình cho một người một chiếc xe, chúng ta có chiếc xe chạy. Mình cho người một ngôi nhà, rồi cái phước nó chiêu hồi lại, chúng ta sẽ có được một căn nhà. Gọi là quả báo hiện tiền. Nói về Thái tử A Xà Thế, là một người mang tội cực trọng, cực trọng nghiệp, hay còn gọi là gì ạ? Phạm vào tội ngũ nghịch, và tội này không tha được quý vị. Giống như pháp luật nhà nước chúng ta nè. Quý vị ví dụ chúng ta phạm 5 năm tù, 10 năm, 20 năm thì còn có cơ hội, hy vọng con cháu mình một ngày nào đó sẽ được gì ạ? Sẽ được ra khỏi tù để đoàn tụ với gia đình. Còn nếu như một cái người mà được phán là chém, có nghĩa là tử hình đó, thì có mong mỏi được không ạ? Có cơ hội không ạ? Không có cơ hội. Nếu mà được phán cái tội là tử hình thì chỉ có về khóc, chỉ có về đau khổ. Con mình nó lãnh án tù tử hình. Nếu như tù chung thân còn gặp được,
tù một vài năm còn mong muốn con mình trở về, nhưng nếu nó lãnh cái án gọi là tử hình thì đi luôn rồi, không còn trở về. Nhưng muốn trở lại cái lúc ban đầu thì chúng ta sẽ thay đổi. Con hứa với mọi người, con sẽ làm tất cả những điều lành. Con hiến dâng cái xác con 50kg này cho tha nhân. Con sẽ làm được tất cả những việc gì mà mọi người muốn. Trễ rồi. Nếu anh biết thì ngay từ cái lúc đầu anh đã làm thì nó có kết quả. Chờ đến phút cuối đã kết án mà mong muốn, con muốn làm một cái việc tốt đẹp để lấy cái phước đó đi, thì xin lỗi, hiến xác chưa chắc người ta nhận nữa. Hiến xác người ta không nhận nữa. Đừng có nói làm cái điều gì. Cho nên nếu muốn cải thiện, nếu muốn làm việc tốt thì ngay đây, chúng ta chưa dính líu vào bất cứ một điều gì, thì ngay lúc này hãy làm việc tốt để mình hưởng được những điều lành. Từ khi chúng ta có điều lành, điều tốt rồi, học cũng thành đạt. Hát nhiều người mời, chạy xe nhiều người gọi. Nói chung là lĩnh vực nào cũng thành đạt hết. Mà cái phước nó hết rồi, một ca sĩ nổi cỡ nào phước không có, không ai mời. Nó kỳ lạ như vậy đó quý vị. Cho nên phước là yếu tố xây dựng hạnh phúc, xây dựng tương lai của chúng ta. Nhưng riêng về ông Thái tử A Xà Thế là một người gọi là mang cái tội cực trọng, ngũ nghịch tội, và tội này sám hối không được. Tội này chỉ có nước chặt đầu mà thôi. Và cái tội này sẽ bị quả báo hiện đời. Ông vua Bình Sa Vương, tức là thân phụ của ông Thái tử A Xà Thế, ông chỉ có một cái lỗi duy nhất, đó là ông trên đường đi săn bắn đó đã giết một vị cao tăng mà đã tu hành chứng quả tiên. Vì cái quả báo đó cho nên ông vua Bình Sa Vương, tức là thân phụ của Thái tử A Xà Thế, bị chính đứa con trai duy nhất của mình giết chết. Giết chết lúc cha còn sống. Quý vị thấy đó là một cái sự rất là thương tâm. Người ngoài giết mình, mình thấy thôi tại nó là người ngoài. Nhưng chính đứa con yêu duy nhất của mình, đứa con mà mình yêu thương, mình trân trọng, mình tâng bốc, mình dỗ về, mình bảo dưỡng, mình lo lắng cho từ khi lúc mới sinh ra đến lúc trưởng thành, chính nó là người giết chúng ta. Quý vị biết, trong lúc người phụ nữ mang thai, tại sao mình biết đó là quý tử hay là nghịch tử? Quý tử và nghịch tử nó ảnh hưởng rất nhiều khi người mẹ mang thai. Là vì sao ạ? Nếu như người mẹ mang thai mà đứa trẻ đó là một đứa quý tử thì người mẹ dễ ăn, dễ uống, đi đứng thoải mái, tinh thần phơi phới. Đặc biệt cái người phụ nữ mang thai đó, thông thường nếu là quý tử nha, thì cái người phụ nữ đó là một người rất hiền, nhân từ, phúc hậu, đẹp nết, đẹp người. Tuy rằng cái cô này hồi xưa không phải vậy, cô rất ác, rất là ganh tị, rất là bỏng sẻn. Nhưng từ khi mang một cái bào thai gọi là quý tử đó quý vị, thì cô đổi hoàn toàn. Quý vị nghe, đổi hoàn toàn. Tánh tình nhu nhuyến, lời nói nhã nhặn, đẹp người, đẹp nới, nhân từ, phúc hậu, mà ai cũng quý. Và người ta phát hiện có một điều gì đó lạ mà không có một câu trả lời. Nhưng khi sanh người quý tử đó ra thì chúng ta mới cũng không biết được, nhưng mà chắc lẽ cô nói quý vị mới phát hiện được điều này. Còn ngược lại, chúng ta sanh một đứa con gọi là nghịch tử thì nó lại trái ngược lại với đứa con quý tử. Đứa con nghịch tử, khi người mẹ mang thai, người đó là một người phụ nữ hiền, dịu, dễ thương, dễ mến. Nhưng khi mà mang thai trong mình một đứa nghịch tử thì cái tánh tình nó khác đi. Gọi là khó chịu, ăn không được, đi không được, rồi cái thai nó hành, rồi khó khăn, nhặt mắt, chửi bới, gọi là ác độc. Thì nó ảnh hưởng từ cái thai, gọi là gì à? Nghịch tử. Nhưng mà nó là con mình rồi quý vị à. Làm sao? Làm sao nếu trường hợp đó mình vướng phải? Dạ, nếu quý vị không làm, ra đời nó cũng làm hết của quý vị à. Mà nó làm hết của quý vị, nó còn giết hại cả chính những người thân yêu của quý vị mà mình đỡ không kịp.
Cho nên ngay lúc đó mình phát hiện trong thai, trong bụng của mình, đứa con của mình nó có chiều hướng là nghịch tử, thì ngay lập tức người mẹ hãy ăn chay trường. Đó là cách chúng tôi chỉ quý vị chuyển. Quý vị không chuyển, nghiệp đến không kêu ai được, không cứu nổi, tại vì nó đã hình thành rồi quý vị à. Quý vị gieo một cái hạt giống, mới gieo mà muốn không ăn trái thì vì nhổ lên kịp. Còn quý vị gieo mà quý vị đã biết là cái quả không tốt, quý vị tiếp tục bón phân, tưới nước, thì khi cái quả đến rồi không ai cứu được, bắt buộc phải ăn thôi. Quý vị hãy lập tức ăn chay trường và nỗ lực phóng sanh, nỗ lực làm từ thiện, làm phước báo, và tất cả những thứ đó hồi hướng cho đứa trẻ ngây thơ nằm trong bụng mình, bởi vì nó vốn là đứa trẻ ngây thơ. Quý vị biết thái tử A Xà Thế khi bà hoàng hậu mang thai, biết bà thèm gì không quý vị? Thèm máu của chồng mình, tức là ông vua Bình Sa Vương. Nhưng mà bà không dám nói. Mang thai ông thái tử A Xà Thế mà thèm máu chồng của mình, quý vị thấy có một cái điều đáng sợ chưa? Nhưng không dám nói. Riết rồi ốm xanh xao dào giọt, ông vua ông hỏi thì bà hoàng hậu mới thú thật là thần thiếp thèm dài giọt máu trên bàn tay phải của bệ hạ. Ông vua vì tình thương của một người chồng, một người cha, ông vua đã sẵn sàng lấy cây dao cắt bàn tay mình cho hoàng hậu hút máu. Quý vị thấy đáng sợ không? Nghịch tử đó. Lỗi của ông vua Bình Sa Vương là khi đi săn bắn đã giết chết một vị cao tăng. Vị cao tăng đã chứng quả tiên, cho nên có quả báo hiện tiền trong đời này luôn. Khi ông thái tử A Xà Thế đã nghe lời người ác, đó chính là Đề Bà Đạt Đa, thân cận với người ác, mình sẽ bị ảnh hưởng và bị ô nhiễm bởi người xấu ác. Ví dụ một cái dòng nước, chúng ta có một chén nước sạch với một chén nước dơ, nếu hòa lại là không xài được, đúng không ạ? Nếu như tách ra là nước, chén nước trong ấy xài được, còn hòa lại không xài được. Ông vua Bình Sa Vương thì có đứa con trai duy nhất, đó là thái tử A Xà Thế. Nhưng thái tử lại đi nghe Đề Bà Đạt Đa. Nghe lời Đề Bà Đạt Đa có hai điều mà hai người đó làm mà động trời động đất quý vị. Một là thái tử sẽ giết vua cha để lên làm tân vương. Còn ông Đề Bà Đạt Đa thì giết Phật để lên làm tân Phật. Đó là một chuyện ngông cuồng. Làm cái gì nó có đầy đủ yếu tố, nếu không có phước. Hồi nãy cô nói nếu không có phước, quý vị sẽ không bao giờ làm bất cứ một điều gì hết, không thành tựu được. Do gì à? Phước nó không có. Và thái tử A Xà Thế nghe lời của Đề Bà Đạt Đa đã âm thầm lén vào hoàng cung để giết cha mình, nhưng mà bị quân lính phát hiện. Cuối cùng A Xà Thế cũng nói thật: dạ thưa cha, con thích làm vua nên bắt buộc phải giết cha mới lên làm vua được. Ông vua Bình Sa Vương, quý vị nghe nha, ông vua Bình Sa Vương là một Phật tử, là một thí chủ đầu tiên trong hàng vua chúa của Đức Phật. Ông thọ giới bát quan trai và đã là một người chứng quả thánh nha quý vị. Chứng quả dự lưu trong tứ quả thanh văn, đó là quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Ông chứng quả đầu tiên, đó là thánh quả. Cha của thái tử A Xà Thế là ông vua Bình Sa Vương chứng quả thánh thứ nhất, thứ hai là ông thọ trì bát quan trai giới, thứ ba ông là một người Phật tử rất mến đạo Phật, thường đến tịnh xá của Phật nghe pháp. Cũng giống như chú Sao Minh Béo có mời cô về đây chia sẻ, thật ra phải đến chùa, nhưng vì cái lòng thương của sân khấu, Sao Minh Béo cũng đã mời cô tới đây để chia sẻ với quý vị ở tại chỗ này. Nhưng ông vua Bình Sa Vương thân là vua nhưng thường cùng với hoàng hậu và thái tử đến tịnh xá nghe pháp, cho nên ông chứng được gì ạ? Thánh quả. Chứng nhưng tội đã làm phải chịu. Lúc này ông vua Bình Sa Vương nghe con trai của mình vì muốn lên làm vua mới ra tay giết mình,
Cho nên người cha hiền từ nhân hậu phúc đức này quyết định nhường ngôi cho con. Tưởng là nhường ngôi cho con là im điềm rồi, thoái vị để cử tân vương lên và sẵn sàng tha thứ cho đề bà Đạt Đa đã dám âm mưu ám sát đức vua. Vẫn sẵn sàng tha thứ bởi vì ông là một người đã chứng thánh quả. Vừa cái ban hành cái lệnh là được là thoái vị để tuyển tân vương. Tân vương tức là vua mới đó, tân là mới đó. Thì ông A Xà Thế truyền lệnh nhốt vua cha. Tưởng là nhốt xong rồi, khi mà mình lên ngôi vua rồi thả ra, không quý vị, nhốt bỏ đói cho tới chết. Một đứa nghịch tử như vậy, chính đứa con ruột của mình nó giết mình. Xong rồi chỉ có bà hoàng hậu Vi Đề Hy vào thăm. Bà hoàng hậu vào thăm quý vị, bỏ đồ ăn ở trong túi áo á, để đem vô cho chồng mình ăn. Một vị vua mà đến đổi phải khổ như vậy đó. Xong rồi bị ông thấy, ông vua A Xà Thế bây giờ lên vua rồi nha, hồi nãy thái tử bây giờ lên vua rồi, phát hiện không, phát hiện xong rồi bà mới không bỏ vào túi, mới bỏ lên gì à, cái tóc á, tóc của mình bới á, bỏ thức ăn trong đó để đem về đem vô cho chồng mình ăn. Nhưng ông Bình Sa Vương cái thân sắc ổng luôn tươi luôn đẹp, bởi vì ông đã chứng thánh quả, ông không có sầu như mình. Gặp mình thì chắc mình treo cổ mình chết rồi. Trời ơi, sống gì khổ dữ vậy. Thôi tắt cổ chết một cái cho nó khỏe. Cái gì mà nó dày dò, nó khổ sở cỡ này đây. Nhưng ông vẫn bình thường. Ông rất mong một ngày nào đó con trai của mình nó hồi tâm, nó chuyển ý lại quý vị. Nhưng không, đi luôn. Xong cũng bị phát hiện. Cuối cùng hoàng hậu trước khi đi thăm đức vua phải tắm rửa sạch sẽ và thoa lên mình thức ăn bằng mật, đường, sữa. Vào đó ông vua không cạo, không ăn, vẫn chấp nhận vì thương con và rất rất mong con ơi hãy thay đổi ý định đi, nếu không thì tội này con cũng không gánh nổi. Nhưng người vua A Xà Thế không thay đổi lòng quý vị. Đến cuối cùng sao nhìn cha vẫn tươi hoài, vẫn đẹp hoài, ông tức quá, ông sai một cái người thợ cạo tóc đi vào trong ngục, lấy cái dao thật bén gọt cái gót chân của vua, rồi sát dầu với muối lên hơ trên lửa cho ta, hơ đến khi nào ông vua ông tắt thở thì mới xong. Và đó chính là cái việc làm kết thúc cuộc đời của ông vua Bình Sa Vương. Ông đã chết trong ngục. Và trong lúc ông chết trong ngục đó thì ông vua A Xà Thế lại được một cái tin vui, đứa con trai đầu lòng của mình chào đời. Ông mừng quá, lần đầu tiên trong đời có được đứa con, mừng quá. Ông chạy tùm lum mà không biết chạy đi đâu, cuối cùng chạy đến cung của hoàng hậu, nói với hoàng hậu: thưa mẫu hậu, con vui quá khi đứa con trai đầu lòng của con ra đời, con vui mừng mà không có một danh từ nào có thể tả. Hoàng, thưa mẫu hậu, lúc mà con sanh ra đời, phụ vương có thương con giống vậy không? Thì lúc này bà hoàng hậu mới nói rằng: con nói kỳ vậy, không biết là cha con có thương con hay không. Nhưng lúc ta mang thai con, ta đã thèm vài giọt máu của phụ vương con. Nhưng phụ vương của con đã vì thương con mà cắt máu để cho ta nút, để khỏe mạnh sinh con ra. Và lúc đó người ta đã tiên đoán một đứa con này là một đứa con nghịch tử, ra đời sẽ hại đức vua. Xin đức vua hãy hủy hoại cái bào thai này đi. Nhưng ông vua không chịu, bởi vì sao ạ? Nó là con của mình thì không thể nào giết được. Cho nên mặc dù là mọi người có khuyên, mọi người có ngăn cản bởi vì không tốt, nhưng ông vua vẫn không đồng ý, chấp nhận sanh con ra, mặc cho nghịch cảnh, mặc cho dòng đời như thế nào, con chào đời là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. Một lần đầu tiên vua Bình Sa Vương đã cứu con, và khi sinh con ra, ta nhớ lời tiên tri đó, ta quyết định bóp mũi cho con chết. Thì lại một lần nữa, chính phụ vương của con đã ngăn cản con ta, vì vậy mà con được toàn mạng.
Đến khi con được 3-4 tuổi thì con chứng mắc một chứng bệnh, đó là cái ngón tay mà bị cái mục ghẻ đó quý vị. Con khóc ngày khóc đêm, phụ vương của con đang lâm triều, đang bàn với quân lính triều thần, nhưng nghe con khóc, bỏ tất cả công việc đó, bế con trên tay và không ngần ngại đã ngậm gọi là cái mục ghẻ đó đó trong miệng để có cái hơi ấm mà nó không đau nhất, đứa nhỏ nó không khóc. Ông ta không ngần ngại đã nút cái mục ghẻ của con trai mình vào trong miệng, nhưng trái ngang là cái mục ghẻ nó bị bể ra quý vị, vừa mủ vừa máu nó bể ra. Nhưng ông vua sợ rằng mình rút cái tay ra để nhả mủ máu thì con nó đau nó khóc, cho nên vì thương con, phụ vương con đã nuốt cả mủ lẫn máu vào trong người của phụ vương con. Nghe tới đây, ông vua A Xà Thế ông chạy, ông nói quân đâu, thả mau, hãy thả nhanh người cha yêu quý của ta, hãy thả phụ hoàng ra. Thì tin thứ hai được đưa tới đức vua, đó là ông vua Bình Sa Vương đã chết. Tức là hai tin đến một lượt. Một tin là ông vua A Xà Thế có con trai đầu lòng sanh ra đời. Và tin thứ hai đó là ông vua Bình Sa Vương đã chết. Nhưng mà tin vui thì thông báo trước, tin buồn thông báo sau. Nhưng không ngờ rằng khi nghe cha mình mất như vậy, ông mới cảm thấy hối hận. Nhưng quý vị biết không kịp nữa. Ông vua A Xà Thế, cuối cuộc đời của ông cũng bị đứa con của mình giết chết và xoán ngôi y gan vậy. Gọi là nhân quả báo ứng hiện tiền. Và nếu như một cái người phạm vào tội ngỗ nghịch nha, quý vị nhớ, nếu như chúng ta phạm vào tội ngỗ nghịch sám hối không hết. Một, giết cha. Hai, giết mẹ. Ba, giết A-la-hán. Bốn, phá hòa hợp tăng. Năm là làm thân Phật ra máu. Năm tội này gọi là ngũ nghịch tội, là cực trọng tội, không sám hối được. Có những tội chúng ta sám hối ăn năn được, còn riêng về những tội này thì không sám hối được. Ông vua Bình Sa Vương chỉ giết chết một vị cao tăng tu đắc quả tiên, bị hiện đời đứa con trai yêu quý của mình giết chết. Còn A Xà Thế lại tiếp tục nghe lời của người ác giết chết cha của mình, thì cái quả báo sau cùng cũng bị con của mình giết và xóa ngôi. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trước cái việc làm của mình. Thưa quý vị, có một người hỏi cô như thế này: thưa cô, con có đứa con, nó không có giết cha nó, nhưng mà nó chửi, nó nói nặng, nói nhẹ, nó phá của, nó làm đủ thứ làm cho gia đình rối lên. Thậm chí nó dùng những cái lời nặng, rất nặng đến với cha nó, đến với mẹ nó. Cho nên khiến cho người cha, người mẹ đó dày dò, đau đớn, khổ sở, đến nỗi thắt cổ chết. Quý vị nghe, cái người con này không tự tay giết chết cha hay mẹ của mình, nhưng mà cái hành động, cái lời nói đã làm cha mẹ mình tổn thương, đau khổ, đến nỗi mà treo cổ tự vẫn. Vậy thì cái người đó có phạm vào tội ngỗ nghịch không à? Có phạm vào tội cực trọng tội không? Phạm. Cái đó còn nặng hơn nữa quý vị à. Ví dụ mình ghét cha, ghét mẹ, mình cầm cái dao mình làm cái bụp là xong. Còn đằng này mình làm cho dày dò, làm cho đau đớn, khổ sở tự thân lẫn tâm, thì người này cũng mang tội cực trọng tội. Và tôi xin lỗi quý vị, người này sẽ không bao giờ thành đạt được bất cứ lĩnh vực nào. Người giàu thì cũng sẽ sống trong khổ. Thái tử A Xà Thế sau khi giết cha rồi thì thân thể bệnh hoạn, những cái mục nhọt nó nổi lên khắp mình, và bác sĩ không trị được, chỉ có Đức Phật mới cứu được ông ta thôi. Đức Phật thời đó còn hiện tiền, còn bây giờ Đức Phật đã niết bàn rồi. Rất khó để cứu một người gọi là ngũ nghịch tội. Cho nên chúng ta chưa, thì mong rằng quý vị đừng có ai vướng vào. Nếu vướng vào trời cứu rồi quý vị ơi, không ai cứu được. Và trong cuộc sống của chúng ta, những gì hiện tại chúng ta đang sống, chúng ta đẹp,
cao ráo, thanh thao, giàu sang, phú quý, tất cả những thứ đó là nghiệp cũ của mình. Tại sao có người nghèo quá không đủ hai bữa ăn? Tại sao có người giàu quá? Là cái nghiệp cũ, tức là cái nghiệp vừa rồi chúng ta tạo thì hiện tại đang sinh sống đây, nó gọi là nghiệp cũ. Còn nghiệp mới là nghiệp gì thưa quý vị? Là cái nghiệp chúng ta đang tạo đây, nó sẽ là cái kết quả của ngày mai, cho nên mới gọi là nghiệp cũ và nghiệp mới. Và kính thưa quý vị, thanh tịnh, ô nhiễm, giàu sang hay nghèo khổ, đẹp hay xấu, đau khổ hay hạnh phúc là do chính mình. Mình là chủ nhân của tất cả mọi thứ. Chủ nhân của nghiệp là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Và ta làm nghiệp gì, thiện hay ác, thì chính chúng ta là người thọ nhận, và không ai có thể thay thế chúng ta. Và cuối bài pháp, cô xin được gửi đến quý vị bài thơ gọi là ý. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, an lạc bước theo sau, và như bóng không rời hình. Và kính chúc cho quý vị có một đêm thưởng thức chương trình sân khấu Sa Minh Béo thật là hạnh phúc và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.